nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch vùng huyện Quỳnh Nhai, tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 396 về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 trong cuộc họp ban chỉ đạo diễn ra vào sáng 25 tháng 9. Dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 396 tỉnh. Đến nay, Quỳnh Nhai đã đạt 4 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới gồm tiêu chí giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. 5 tiêu chí chưa đạt gồm quy hoạch y tế, văn hóa giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống. Về xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay các xã đều đạt từ 13 tiêu chí trở lên. Riêng xã Mường Giàng đã đạt 15 trên 19 tiêu chí với 66 trên 75 chỉ tiêu của xã nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đang được huyện rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo đúng quy định. Quan điểm của huyện Quỳnh Nhai là từ giờ đến cuối năm 2024 là sẽ tập trung hoàn thiện các tiêu chí chưa đảm bảo và cũng tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục và cũng chuẩn bị cho cái việc là các cái quy trình, các cái nội dung để công bố đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tháng 9 năm sau thì cũng còn một năm, nhưng mà hiện nay ấy, thì tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới còn nhiều, do vậy phải rất nỗ lực của từng tổ công tác để hoàn thành các cái tiêu chí được giao. Nội dung tiếp theo nữa là phải cố gắng để hoàn thành các tiêu chí chỉ tiêu của 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm nay. Nhất định là như vậy thì chúng ta mới hoàn thành được các nội dung và tiếp tục là xây dựng cái bộ hồ sơ để từng bước trình với Ban chỉ đạo Trung ương và Hội đồng thẩm định của Trung ương để công nhận huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay, hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung mọi nguồn lực và thu hút đầu tư để thực hiện mục tiêu huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tiếp tục đầu tư không chị ạ, ổn định bền vững được. Hiện nay nếu mà có đạt các chỉ tiêu tiêu chí của huyện nông thôn mới thôi, nhưng mà đạt thì là quan trọng, nhưng giữ được còn khó hơn nữa các ông chị ạ. Tại vì sao? Vì giai đoạn sau thì các cái chỉ tiêu, các tiêu chí thì nó lại nâng hết lên đây rồi. Nhưng là để duy trì, giữ vững thì nó càng khó hơn nữa. Nên là tiếp tục thu hút cái đầu tư vào Quỳnh Nhai. Đề nghị các ông chí là thời gian thì không còn nhiều, nhiệm vụ thì cũng còn rất là nặng nề, đúng không? Chính vì vậy mà mỗi chúng ta phải cố gắng nỗ lực lên. Thế rồi đặc biệt là huyện Quỳnh Nhai thì phải cố gắng nỗ lực lên để làm sao hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lò Minh Hùng cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng, phấn đấu xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới.